Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hòa Vang tổ chức tiếp nhận nguồn kinh phí đóng góp của các cơ quan, đơn vị và tổ chức cá nhân vào quỹ vaccine phòng chống COVID-19 theo thư kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Sau hơn một tháng phát động, bằng nhiều cách làm sáng tạo, đầy tinh thần trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động như sau in thư kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp qua hình thức Zalo, nhóm gửi đến từng hộ dân. Đến thời điểm này, các địa phương, đơn vị và tổ chức cá nhân đã ủng hộ vào quỹ vaccine phòng chống COVID-19 là 1 tỷ 365 triệu đồng. Được biết, hiện các địa phương, đơn vị đang tiếp tục vận động người dân tích cực tham gia quỹ vaccine phòng chống COVID-19 với tinh thần chung tay sớm đẩy lùi đại dịch.